chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Lớp học tiền sản và chăm con cùng Phương Châu. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh Facebook của bệnh viện vào lúc 19 giờ. Để xem lại các tập chương trình đã phát sóng trước đó, quý vị vui lòng truy cập vào trang Facebook của bệnh viện, tích vào một video để mình xem lại các nội dung vô cùng bổ ích nhé. Và cùng với mong muốn luôn đồng hành để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé, chương trình Lớp học tiền sản Phương Châu đang không ngừng mở rộng với nhiều chủ đề, nhiều nội dung cùng nguồn kiến thức được cập nhật mới nhất từ các vị bác sĩ trong lĩnh vực sản khoa. Song song đó là đổi mới trong hình thức tổ chức online, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều những kiến thức cần thiết trong hành trình mang thai và sinh con của mình. Dạ vâng, thưa quý vị, thời gian 40 tuần, một hành trình yêu thương, một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ cũng là lúc người mẹ càng cảm nhận những thay đổi rõ ràng hơn trong cơ thể của mình. Những chuyển động của bé cũng ngày một mạnh hơn và bản năng làm mẹ cũng rõ ràng hơn. Ở thời điểm này, sẽ có tất cả các gia đình của chúng ta sẽ có một cái tâm lý chung là sẽ luôn hồi hộp và mong chờ đón nhận gặp mặt bé yêu của mình. Và tuy nhiên thì đến ngày gần dự sanh thì sẽ không ít gia đình cảm thấy lo lắng và hồi hộp cho hành trình sắp vượt cạn của mình. Sẽ có nhiều dấu hỏi đặt ra như chăm sóc thai kỳ thế nào là an toàn khi vượt cạn và những dấu hiệu chuyển dạ như thế nào, phương pháp sanh thế nào là phù hợp. Thì để trả lời cho tất cả các nội dung trên thì Đăng Thùy xin được phép bắt đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề là để có cuộc vượt cạn an toàn. Và đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì Đăng Thùy rất là trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ Lê Chí Công, là trưởng khoa cấp cứu sản phòng sanh của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chào bác sĩ Công. Chào Đăng Thùy. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Dạ. Thì Đăng Thùy cũng rất là cảm ơn bác sĩ Công đã dành thời gian cho chương trình lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, thì nói về chủ đề ngày hôm nay là để có cuộc vượt cạn an toàn, thì bác sĩ Công có thể cho thầy biết là đối với cái giai đoạn mà giai đoạn 3 tháng đầu nè, 3 tháng giữa thì nó có khác gì với giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ không ạ? Cảm ơn thầy. Thì cái chủ đề hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau ở cái lớp online á, là để có cuộc vượt cạn an toàn. Nó một chủ đề khá rộng. Tuy nhiên là gì? Các bạn muốn có một cuộc vượt cạn an toàn, trước mắt các bạn phải có một cái thai kỳ an toàn đó. Và cái cuộc vượt cạn bạn an toàn sau đó, để đó cái thiên thời của mình. Thì để có một thai kỳ an toàn thì trước tiên, giống như Đăng Thùy nãy nói, 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối có khác nhau không? Xin thưa là có. Thì mình cứ trước tiên mình phải khám thai định kỳ đúng. Và để mình làm gì? Để mình phát hiện những cái thai kỳ có nguy cơ. Một thai kỳ bình thường không nguy cơ gì hết thì không nói gì rồi, nhưng mà có những cái thai kỳ nó có những cái nguy cơ của nó, để mình phát hiện sớm thì mình có đưa ra những cái giải pháp phù hợp với nó. Thí dụ mình phát hiện được thai có động thai ở 3 tháng đầu chẳng hạn, thường là mỗi tháng khám thai 1 lần. Thì các bạn sẽ thấy ví dụ như có vấn đề là bóc tách tụ dịch bên túi thai rồi động thai thì bác sĩ sẽ cho dưỡng thai cho phù hợp. Rồi tới giai đoạn mà mình sàng lọc 11 tới 13 tuần 6 ngày đó thì ha, hoặc là tới sau đó nữa thì mình có thể là phát hiện ra hình thái nó có gì tật gì hay không, thì đó là những cái lúc mà mình siêu âm hình thái. Rồi sau đó nữa thì mình lại kiểm tra những cái vấn đề về tiểu đường thai kỳ, rồi phát hiện những thai kỳ mà có nguy cơ tiền sản giật được chẳng hạn, hoặc là thai kỳ mà có em bé nó suy dinh dưỡng bào thai. Thì sau đó nữa thì là khám còn nhạt hơn nữa, từ 30 tuần trở đi là Phương Châu khám mỗi 2 tuần lần này. Sau 36 tuần là mỗi tuần lần, để cho định hướng các bạn là cuộc chuyển dạ mình nên sẽ diễn ra ở đâu, nên diễn ra như thế nào và nên chuẩn bị cái gì. Thì đó là một cái nhiều cái vấn đề đi theo cái thai kỳ mình, thì mình phải bàn trực tiếp với bác sĩ của mình đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ Công. Thì thưa bác là để mà có một cái cuộc vượt cạn an toàn thì không chỉ là mình sẽ chuẩn bị trong 3 tháng cuối đâu, mà 3 tháng đầu, 3 tháng giữa mình đã chuẩn bị rồi. Thì bác cho em hỏi là trong cả một cái quá trình mang thai như vậy thì mình cần chuẩn bị những cái bước gì đầu tiên cho cái cuộc vượt cạn an toàn trong của mình? Trước tiên thì các bạn phải như nãy nói là có một cái thai kỳ an toàn trước cái đã. Khi các bạn mang thai, các bạn sẽ có rất nhiều những câu hỏi, đúng không? Những cái câu hỏi là mình sẽ băn khoăn rất nhiều thứ, là cái thai kỳ mình bây giờ 1 tháng mới gặp bác sĩ 1 lần, không biết nhà mình theo dõi làm sao nữa. Thật ra mấy các bạn 3 tháng đầu các bạn gần như không cảm nhận gì được con hết, ngoài cái chuyện là bạn có động thai, các bạn có đau bụng, có ra huyết hay không, thì các bạn có những dấu hiệu bất thường đó, đương nhiên là bạn đi khám thì bác sĩ sẽ giúp bạn phát hiện ra những có động thai, có dọa sảy rồi đấy, thì bác sĩ sẽ cho cái dưỡng thai phù hợp. Còn cái 3 tháng giữa thì
ở Phương Châu như là bác sĩ sẽ cho đo cái kênh cổ tử cung thường quy luôn để phát hiện những cái thời kỳ mà người ta có hở eo cổ tử cung chẳng hạn, nguy cơ sinh non, thì mình sẽ có những cái đối sách phù hợp. Đôi khi mình chỉ cần cho đặt thuốc, đôi khi mình đặt bồn nâng, đôi khi mình sẽ khâu eo cổ tử cung chẳng hạn. Rồi sau đó nữa thì thường đối với thí dụ như con so đi, 20 tuần là các bạn gần như là tất cả các bà bầu đều cảm nhận được con mình rồi. Còn con rạ thì các bà bầu còn cảm nhận được sớm hơn, có khi 16 tuần đã cảm nhận được con rồi. Thì khi các bạn cảm nhận được con, các bạn có một cái tốt nữa là các bạn có thể giúp bác sĩ theo dõi con mình tại nhà, đặc biệt là 3 tháng cuối. 3 tháng cuối thì các bạn, khi mà tôi khám thai tôi cũng hay nói với thai phụ đó là có mấy dấu hiệu các bạn cần theo dõi là gì. Đương nhiên ăn uống ngủ nghỉ tăng chồng của các bạn, đó là các bạn phải sẽ làm sao cho nó phù hợp với cái thai kỳ của mình, theo với lời khuyên bác sĩ, theo bệnh lý của mình. Còn cái mà dễ nhất để mình theo dõi sức khỏe con là gì? Cử động thai. Thì ở Phương Châu hay đóng cái mộc vô, các bạn sẽ nhìn thấy trong cái sổ khám thai đó là bình thường trên 4 cử động trong một giờ đó. Thì các bạn thí dụ như con mình nó cử động bình thường thôi, ok. Còn bữa nào mà thấy ủa sao sáng giờ nó không cử động, thì lúc đó ủa sao nãy giờ con đâu không thấy, thì lúc đó mình đếm cử động thai. Nếu mà tiếng hồ mà trên 4 lần là ok. Và cái quan trọng nữa là phát hiện những cái trường hợp mà các bạn sanh non, dọa sanh non, thì đối với thai phụ những từ 32 tuần trở đi các bạn sẽ thấy những cái cơn gò rát tông hít á, lâu lâu gò cứng cái bụng lên đó, méo qua một bên luôn, thì thai phụ cảm nhận rất rõ chuyện này đó. Lâu lâu một cơn thì cơn gò đó là sinh lý đó. Tuy nhiên nếu cơn gò đó cứng giống vậy đó mà lặp đi lặp lại đều đặn, càng lúc cơn gò càng tới gần hơn, nhiều hơn, thì cơn gò đó gây sanh. Thì nếu trước 37 tuần là sanh non, mình phải cho thuốc cắt cơn gò đó thôi sanh non. Còn nếu sau 37 tuần rồi thì xách vali đi đẻ thôi. Dạ, cảm ơn bác Công. Hiện tại thì sẽ có nhiều chị sản phụ là sẽ không có thuận tiện đến các cơ sở để mình thăm khám thường xuyên được. Vậy thì ví dụ một tháng, hai tháng mới khám một lần, thì cái việc mà quản lý thai kỳ tại nhà như bác nói đó, ngoài cái phần đếm cử động thai thì mình còn cần chăm sóc như thế nào đó không bác? Cái việc khám thai thật sự bây giờ nó cũng không quá khó nữa đâu. Bây giờ là gần như tất cả các trạm y tế đều đã có máy siêu âm rồi. Cái chuyện này nó giúp cho thai phụ theo dõi khá là tốt. Về cái chuyện thí dụ như cân nặng của baby nè, rồi đi khám các bạn sẽ phải đo huyết áp nè. Cái chuyện này nó cũng đơn giản, ở dưới quê mình cũng có thể làm được. Nó không khó đâu. Thì để phát hiện những cái thai kỳ có cao huyết áp, có nguy cơ tiền sản giật chẳng hạn đó. Rồi mình đi siêu âm coi thai kỳ mình dụng nó có chậm tăng trưởng hay không, thì cái này bác sĩ sẽ cho cái hướng nó phù hợp. Còn đương nhiên bầu thì ăn ngủ rồi phải tốt hơn rồi, điều độ hơn rồi. Với lại như nãy nói là có thể mình sẽ phát hiện những cái thai kỳ, tiểu đường thai kỳ chẳng hạn, thì các bạn phải có chế độ ăn phù hợp, chứ không thể ăn như một người bình thường. Dạ, tức là mình sẽ cân đối theo cái tình trạng sức khỏe của mình hiện tại. Thưa bác, nếu trường hợp mà các chị mà mình có sử dụng vòng nâng á bác, trong quá trình mang thai, thì cái việc mình quản lý nó có khó khăn gì thêm nữa không? Nếu mà em nói là cái vòng nâng bessery á, là nó đã là một cái nguy cơ thai kỳ, nguy cơ cao rồi. Nó là nguy cơ sinh non, người ta mới có đặt cái vòng nâng đó. Thì cái chuyện đó phải đi khám thai định kỳ, bạn phải khám, thậm chí khám rất nhạt nữa. Để bác sĩ sẽ phát hiện coi cái vùng nâng nữa còn tốt hay không, có hiệu quả hay không. Và cái đó nó cũng tăng nguy cơ viêm đạo nữa, thì bác sĩ sẽ có khi phải vệ sinh vùng đó và cho thuốc cũng phù hợp. Thì liên quan đến cái phần câu hỏi của em cũng là một cái thắc mắc của một vị khán giả. Xin chào chị Hằng Nga Nguyễn. Thì chị có hỏi là bác sĩ cho em hỏi thai em 35 tuần đã đặt vòng nâng, bác cho em hỏi tuần bao nhiêu thì mình sẽ tháo vòng nâng, hay có dấu sanh mới tháo vòng ạ? Cảm ơn ha. Thì đối với trường hợp đặt vòng nâng á, thì mình gọi là cái khâu eo của tử cung, thường thai đủ tháng là mình sẽ cắt chỉ. Cuối tuần 36 là mình sẽ cắt chỉ khâu eo hoặc là mình lấy vòng nâng. Tuy nhiên cũng có trường hợp là người ta có thể để luôn cho tới cái vòng nâng á, để luôn tới lúc chuyển dạ sanh thì người ta lấy cũng được, chứ không phải là không. Không như thế phải là bắt buộc. Cảm ơn bác. Ngoài ra thì thường thì em có nghe hai quý vị thường hay hỏi, đó chính là bệnh viện cho siêu âm nhiều quá thì cái phần mà siêu âm HD rồi siêu âm thường quy quá thì nó có ảnh hưởng gì đứa bé hay không? Thì đó là một cái câu hỏi của rất là nhiều quý vị khán giả mà cần hỏi đó bác. Khi ngồi phòng khám bác sĩ cũng sẽ gặp những câu hỏi như vậy. Thì thật ra cho tới bây giờ thì cũng không có nói nghiên cứu nào nói là siêu âm có hại cho thai, cho nên là các bạn cứ thoải mái với chuyện này. Đừng quá căng thẳng chuyện đó. Tức là mình phải khám thai định kỳ theo các mốc khám thai của bệnh viện nhé.
Tiếp theo là có một câu hỏi của chị Ngọc Huyền Nguyễn. Xin chào chị. Chị có hỏi là 3 tháng đầu thì mình cần chú ý gì ha bác? Thì chị là mình thai thụ tinh trong ống nghiệm. Chúc mừng chị là có cái thai thụ tinh ống nghiệm. Chắc chắn là các bạn khá căng thẳng khi mà mình có một cái thai kỳ khó khăn như vậy. Thì thật sự 3 tháng đầu thì chú ý cái gì? Thì các bạn trước tiên khám thai để phát hiện coi có trường hợp vòi sinh non gì hay không. Nếu mà vòi xảy hay không, có đau bụng, có ra huyết hay không, thì đó là những cái dấu hiệu mà các bạn phải chú ý dùng để mà mình đi khám thai để phát hiện sớm cái dấu hiệu đó để mình dưỡng thai. Mà thường thai IVF là đã cho thuốc dưỡng thai khá nhiều rồi. Dạ rồi cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc Huyền Nguyễn. Tiếp theo cũng là một câu hỏi trong một cái gọi là mang thai nguy cơ cao. Thì câu hỏi của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Xin chào chị. Chị có hỏi là bác sĩ cho em hỏi em bị cao huyết áp mãn. Em muốn mang thai thì phải làm gì? Bà Nguyệt. Khi mà mình có cao huyết áp mãn, nó không phải là chốc chỉ định để mang thai. Chắc chắn các bạn mang thai vẫn được. Nhưng mà khi mà các bạn mang thai rồi thì người ta sẽ trước tiên phải quản lý thai kỳ này, nó thuộc nhóm nguy cơ cao rồi. Thế khi bạn có cao áp mãn, nguy cơ tiền sinh vật của bạn sẽ rất cao so với người bình thường. Thì với lại còn cái nữa là khi quá trình đó người ta vẫn cho bạn mang thai, nhưng người ta sẽ điều chỉnh lại cái thuốc. Thì sẽ thường trong cái thai kỳ người ta sẽ chuyển cái thuốc thành cái nhóm alpha methidopa người ta xài, chứ không xài nhóm ức chế miễn chuyển này kia. Cái nó phù hợp với thai kỳ thôi, nhưng mà bạn vẫn có thai được. Dạ cảm ơn bác. Còn về một cái vấn đề đó chính là theo dõi về cái dịch âm đạo của mình đó bác. Thì có nhiều chị là ví dụ như là nó bị bất thường, có màu hay là có phát sinh gì đó. Thì thế nào gọi là bất thường và thế nào gọi là bình thường để mình theo dõi cái phần đó luôn đó bác. Thì Đinh thì hỏi một câu rất là hay. Thì cái chuyện này rất là hay gặp ở trong cái thai kỳ. Khi các bạn mang thai thì bạn sẽ thấy dịch âm đạo mình sẽ nhiều hơn. Đó là cái nhiều hơn sinh lý nha, bản thân sinh lý nó đã nhiều hơn. Tuy nhiên là nếu mà các bạn thấy cái dịch này là như nãy nói là có màu xanh, nó chuyển màu rồi, hoặc là nó hôi, nó ngứa, thì đó là dấu hiệu của đó là viêm âm đạo rồi, chứ không phải là dịch bình thường nữa. Thì các bạn sẽ phải đi khám ngay lúc đó, chứ không phải tự ra tiệm mua đặt thuốc hay là rửa trong đó. Thì đó không phải là chuyện tốt. Ở Phương Châu mình là ngay cả bệnh nhân không có triệu chứng gì thì chúng tôi đã khảo sát tầm soát luôn cái lúc thai 12 tuần. Và chúng tôi đã lấy cái dịch âm đạo để kiểm tra một lần. Và ít nhất 3 tháng cuối tụi tôi cũng sẽ lấy thêm lần nữa để phát hiện những trường hợp mà viêm âm đạo, mình sẽ điều trị sớm. Để hỏng nữa thì nó tăng nguy cơ sanh non lên, tăng nguy cơ viêm màng ối, vỡ màng ối. Thì chuyện đó nó không tốt cho thai kỳ. Rồi cảm ơn bác sĩ Công. Tiếp theo thì có một câu hỏi của bạn Khoa Nguyễn. Xin chào bạn Khoa Nguyễn. Bạn có hỏi là em chào bác sĩ Công. Hiện vợ em có bầu được 2 tháng 1 tuần. Vậy thai đạt bao nhiêu tuần thì mình có thể siêu âm HD được ạ? Em dự định cho vợ đi nhưng em sợ còn nhỏ quá. Bác tư vấn giúp em. Xin chào Khoa Nguyễn. Thì cái siêu âm 4D á, khảo sát hình thái á, thì ở Phương Châu mình làm thường quy cỡ 20-24 tuần. Thường chúng tôi cũng sẽ cho siêu âm 4D 2 lần các bạn. Tại vì thực sự siêu âm hình thái cũng không thể nào phát hiện 100% dị tật thai nhi. Cho nên là ở Phương Châu cho các bạn tầm soát kỹ hơn. Là kiểm tra 2 lần. Thí dụ lần này lỡ sót dị tật, lần sau phát hiện thì nó giảm tỷ lệ sót dị tật đi. Thì tất cả trên thế giới cũng vậy thôi. Nó sẽ không bao giờ phát hiện nổi 100% dị tật của con mình. Và cái giai đoạn 20-24 tuần là phù hợp nhất để các bạn làm chuyện này. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của anh. Tiếp theo là một câu hỏi liên quan đến cái phần mà bác sĩ có thông tin là cái phần cơn gò chuyển dạ hả bác. Thì câu hỏi của bạn Mina. Bác sĩ ơi, em mang thai lần đầu nên không biết cơn gò sinh lý với cơn gò chuyển dạ thì khác nhau sao ạ? Bác sĩ Công có thể giải đáp giúp em. Rồi, cái câu hỏi này thì cũng rất hay gặp ở những cái bầu mà 3 tháng cuối các bạn ha. Thì như nãy nói ban đầu là từ khoảng 30-32 tuần trở đi các bạn sẽ thấy những cơn gò sinh lý, cơn gò rất trong hít á, lâu lâu cũng gò cứng cái bụng mình lên, giống như mình gồng lên vậy đó, cứng cái bụng lên, thường là nó ở một góc tử cung đó. Lúc này các bạn đôi một số người là thấy cảm thấy khó thở, tại vì sao nó gò nó đẩy đáy tử cung lên, đẩy cái cơ hoành lên, bạn thở không được ha. Thường là thấy hơi mệt. Nhưng mà cái cơn gò cứng đó lâu lâu một cơn, không có tính chu kỳ và cũng không gây đau, nhớ các bạn ha. Thì cái cơn gò này là cơn gò sinh lý, các bạn không cần phải sợ. Một ngày cũng mười mấy cơn vậy đó. Nó thích thì nó gò lên 1-2 cơn, cái vài tiếng nữa mới gò nữa.
thì chuyện này không đáng lo. Đó. Tuy nhiên cái cơn gò cứng giống vậy mà lại lặp đi lặp lại đều đặn, cơn gò càng lúc càng tới nhiều hơn thì cơn gò này là cơn gò cái xanh. Thí dụ như giờ ăn cơm 20 phút nữa lặp lại ăn cơm, cái càng về sau thì 18 phút đã tới rồi, từ từ 15 phút đã tới rồi, càng về sau nữa tới gần hơn nữa 10 phút tới rồi, càng về sau càng tới nhiều hơn thì cơn gò đó là gây xanh. Nếu mà trước 37 tuần là gây xanh non các bạn ha, thì cái cơn gò này cần phải cho thuốc cắt cơn gò đến thôi bạn xanh non. Dạ. Thành ra là các bạn cũng nên biết kỹ về chuyện này. Dạ. Dạ. Dạ còn về cái trường hợp mà ví dụ như là mình đếm cơ động thai thì mình quên đếm thì mình có thể là ngồi mình đếm lại, hoặc là khi mà mình ngồi lại mình đếm mà khoảng bao lâu nữa mà vẫn chưa thấy bé chuyển động á bác à. Thì mình tiếp theo mình đến cơ sở y tế gần nhất hay sao ạ? Cử động thai là một cái dấu hiệu gián tiếp để phản ánh cái sức khỏe của con mình. Thì ở Phương Châu cũng hay đóng cái mọc vô, các bạn sẽ thấy là bình thường hơn 4 lần trong 1 giờ. Có nghĩa là cái này là một con số để giúp các bạn dễ theo dõi con mình. Thí dụ như ở nhà nó cử động bình thường thì thôi ok, không có gì phải các bạn phải lo lắng hết. Tuy nhiên là thí dụ như là nếu mà nó ủa sao sáng giờ nãy giờ con đâu, không thấy nó đâu, thì các bạn sẽ đếm cử động thai. Và lúc này nhúc nhích là tính các bạn ha, chứ không phải đạp bung bung được nữa. Nhiều khi nó lớn rồi, 38, 39 tuần cái thai nó to rồi, nó đâu có còn chỗ để mà thẳng tay thẳng chân được, nó chỉ cử động gì là tính. Thì các bạn đếm thí dụ 1 tiếng đồng hồ, mới đếm có chút xíu nó là có trên 4 cử động thai rồi. Bác sĩ công nói trên 4 cử động trong 1 tiếng đồng hồ là bình thường vậy thôi, mới chút nó trên 4 cử động thôi, khỏe rồi, thôi đi làm thôi. Nên nhiều khi nãy giờ mình làm việc mình không để ý, rồi giờ nghe nhớ lại bác sĩ công nói cái tự nhiên sợ nó đếm. Vậy là một chuyện tốt. Hoặc là đếm 1 tiếng đồng hồ hơn 4 cử động thai các bạn thấy an tâm nha. Còn nếu 1 tiếng đồng hồ mà các bạn đếm không có cái cử động thai nào hết thì tôi khuyên các bạn là đến cơ sở y tế gần nhất đi, không cần chạy lên tới Phương Châu cũng được, không cần đi phải xa. Thì 1 tiếng đồng hồ không thấy con đâu hết nên đến chỗ nào gần nhất. Nếu trong trường hợp mình suy thai mà các bạn phát hiện sớm vẫn có thể có thời gian để mình đưa em bé ra thì nó vẫn cứu được. Còn ví dụ 1 tiếng đồng hồ có cử động thai mà ít hơn 4 lần thì sao? Bác sĩ công nói trên 4 lần mới bình thường, vậy dưới 4 lần có thể là bất thường. Tuy nhiên cũng có thể con đang ngủ các bạn ha. Tuy nhiên là con ngủ nhiều lắm là chu kỳ thức ngủ con từ khoảng 20 tới 90 phút thôi, tức là ngủ nhiều lắm là 1 tiếng rưỡi thôi. Giờ tiếng đồng hồ này con ngủ phải không? Vậy mẹ đếm tiếp 1 tiếng đồng hồ nữa. Tiếng đồng hồ thứ hai nó sẽ thức. Thức thì phải tăng cử động mới là bé khỏe mạnh. Thì tiếng đồng hồ thứ hai phải trên 4 cử động thai. Còn nếu mà bạn thấy 2 tiếng đồng hồ liền tiếng đồng hồ nào cũng dưới 4 cử động thai hết, thôi vô bệnh viện đi, chúng tôi coi cho. Dạ vậy chắc là các chị mình cũng yên tâm rồi đúng không ạ? Tại vì có một lần là đang thì có gặp một trường hợp là chị đó chỉ vô bệnh viện chỉ khóc rất là nhiều, cái nó sáng giờ không thấy bé đạp chuyện hết, không biết là bé có sao hay là không. Còn một trường hợp khác nữa là thấy bé đạp nhiều quá thì có phải là sốc sanh tới hay không, thì bác có thể là chia sẻ về những cái dấu hiệu khi mà mình gần tới cái việc chuyển dạ của mình. Như nãy nói, cái cơn gò mới là cái quyết định của sanh các bạn ha. Cái cơn gò là cái quyết định cuộc sanh. Các bạn có thể tưởng tượng như nè, cái tử cung mình giống cái bong bóng vậy đó. Các bạn thả em bé chồng, các bạn bơm nước chồng, các bạn cột dây thun dưới này. Đó là cái tử cung đó. Cột chỗ cột cộng dây thun là cổ tử cung. Thì khi có cơn gò tức là các bạn phải bóp cái bong bóng này thì cộng dây thun mới tuột dần xuống dưới. Cổ cung mình bắt đầu dài vậy, từ từ nó xóa dần nó mở ra. Tức là cộng dây thun phải ra được. Không có cơn gò không sanh được. Cho nên là các bạn cứ an tâm. Gò mọi cái đầu bụng mà không liên quan tới cơn gò thường phải của thai thôi. Và đừng sợ ha. Nói nhấn mạnh chỗ này để các bạn biết là cơn gò là cái quyết định cuộc sanh chứ không phải là cảm giác đau nha các bạn. Nãy giờ bác sĩ chưa nói gì tới đau hết. Một số sản phụ đi sanh rất là khỏe, người ta không có đau đâu nha. Gọi là tới lúc rẵn người ta mới đau, tức là khi mà cái đầu bé lọt xuống tới tầng sinh môn rồi người ta mới có cảm giác đau. Có nhiều người đi sanh vậy đó, rất khỏe. Thì thỉnh thoảng các bạn cũng sẽ thấy là nghe một số cô nói hồi đó tao đau bụng đẻ tao đau bụng nhanh lắm, đau bụng có nửa tiếng đồng hồ là tao sanh rồi. Không có ai chuyển dạ nửa tiếng hết, chẳng qua là lúc mấy cô có cơn gò đó mấy cô không có đau đó. Cho nên là các bạn nhớ chỗ này, cơn gò là cái quyết định cuộc sanh. Cho nên nếu nó thấy cơn gò mà càng lúc càng nhiều thêm thì cơn gò đó gây sanh, các bạn đi được rồi. Đặc biệt là những người con rạ, con lần hai trở đi đó, thì các bạn diễn tiến cuộc chuyển dạ của mình rất nhanh. Cho nên nếu các bạn đi trễ quá thôi, đợi tới đau bụng mới đi. Ví dụ giờ 3 giờ khuya nó thấy cái này, bác sĩ công nói vậy là kiểu này là chuyển dạ nè, nhưng mà thôi giờ này 3-4 giờ thôi đi, đợi sáng ra đi, thì có thể các bạn đi sẽ không kịp nếu bạn xa bệnh viện nha. Tại vì con lần hai chuyển dạ nhanh. Cũng trùng hợp là liên quan đến cái thông tin bác vừa chia sẻ là có một chị có nick là Hằng Nga Nguyễn, chào chị hỏi là em mang thai lần đầu, bác cho em hỏi là khi có dấu hiệu gì thì em phải lên bệnh viện, do em ở xa lên Phương Châu không kịp khoảng 3 tiếng.
tức là khi có những dấu hiệu gì thì mình mới di chuyển lên Phương Châu để thực hiện vượt cạn của vượt cạn của mình. Hằng Nga đặt câu hỏi thú vị. Thì thật sự các bạn, nếu là như Hằng Nga là một con tha con lần đầu á, các bạn không cần quá lo lắng đâu. Tại vì từ lúc bạn chỉ dạ tới lúc bạn sanh á, mười mấy 20 tiếng đồng hồ. Tôi hay nói vui một câu là đi tới Mỹ còn kịp đó ha. Thì thật ra là cái gì? Vấn đề là chỗ các bạn phải nhận biết sớm cuộc chỉ dạ. Như nãy nói, dựa vô cơn gò chứ không phải là dựa tới đau hay là ra nước ối nó mới ra nhức hồng mới đi. Thì như vậy thì các bạn sẽ trễ hơn. Đó. Nhiều khi các bạn tới lúc mà bạn đau rồi là tới lúc bạn muốn sanh tới nơi rồi đó. Dạ, rồi. Thì đây cũng là một cái câu hỏi chung của rất là nhiều quý vị khán giả. Tức là thường quý vị sẽ lựa chọn là lên trước, tức là cận ngày giờ sanh sẽ lên bệnh viện trước và ở đó luôn, ở khách sạn gần bệnh viện chẳng hạn. Và quý vị sợ là khi mà chuyển dạ thì mà di chuyển phải 2 đến 3 tiếng như vậy sẽ không có kịp. Nên là chắc là mình cũng yên tâm hơn rồi, đúng không chị? Trên này thì các bạn đúng là hay gặp ở lâm sàng và là mình cũng thấy đó. Các bạn có nhiều cái câu hỏi khi mà với bác sĩ là cũng hay gặp chuyện này. Nhưng các bạn đừng lo. Thì thực ra ở đây giống như thị trường mình xa lắm, mình cũng Cà Mau thôi. Hoặc là ở trên Kiên Giang, Phú Quốc gì qua thôi. Đi kịp các bạn. Đặc biệt là con so là các bạn đi kịp. Con rạ thì các bạn chỉ cần nhận biết sớm cuộc chỉ dạ nó diễn ra rồi. Cơn gò này là cơn gò chỉ dạ nè. Thì các bạn đi. Là đi. Dạ, tiếp theo có một câu hỏi của một vị khán giả là gọi, em xin được phép gọi là Nguyễn Thư. Thì liên quan tới cái phần cơn gò nha bác Công. Thì chào bác Công, hiện tại thai em là 30 tuần, hai ngày đầu tuần này bị gò nhiều. Trong ngày có đợt 4 giờ gò 4 lần, 1 giờ gò 4 lần, cách nhau 15 phút. Em đã đi siêu âm, kết quả bình thường, cổ tử cung dài nhưng bé hơi gò. Phòng khám không chạy máy đếm, chỉ cho biết không sao và cho em đang uống thuốc giảm gò. Hiện tại cơn gò không còn lặp lại theo chu kỳ nhưng vẫn còn gò nhiều lần trong ngày. Em có nên đến bệnh viện thăm khám lại không ạ? Bạn này theo dõi thai rất kỹ. Trong 1 tiếng 15 phút có một cơn gò. Bạn theo dõi rất là chặt. Và cái chỗ khám thai của bạn thì cũng có đo cái kênh cổ tử cung cho bạn. Thì chuyện này là khá là tốt rồi. Đo kênh cổ cung mà nói luôn cho bạn là còn dài và đóng kín gì đó. Thì sau đó cái cơn gò của bạn lại giảm đi. Và hiện tại nó không có tính chu kỳ. Thực ra cái cơn gò sinh lý như nãy nói, nó cũng ngày cũng mười mấy 20 cơn là chuyện bình thường. Nên thưa cũng đừng quá lo lắng. Dù cái cơn gò mình thấy nó tới nhưng mà mình nằm nghỉ nó lại hết. Thì cái cơn gò đó là sinh lý thôi, không có đáng ngại để mình gây sanh, mình không sợ nữa. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị Nguyễn Thư. Dạ có một cái câu hỏi thì đang là một cái lo lắng của quý vị khán giả là chị, chào chị Úc Thi, chị có hỏi là bác sĩ cho em hỏi thai em 17 tuần, xét nghiệm nước tiểu có đạm thì có ảnh hưởng gì trong quá trình sanh sắp tới không? Tức là ý của chị có ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ hay là lúc sanh đồ đúng không chị? Cái xét nghiệm đạm niệu để nó phát hiện những trường hợp mà có tổn thương cầu thận rồi chẳng hạn, đôi khi nó chỉ là những cái nhiễm trùng tiểu thôi. Tuy nhiên là nếu nó kết hợp lâm sàng mà đặc biệt là sau 20 tuần á, là đạm niệu kèm cao huyết áp phù rồi đó thì mình mới ngại cái chuyện mà tiền sinh vật. Còn các bạn phát hiện sớm như vậy thì lần sau người ta sẽ xem xét lại nữa, chứ với lại mức đạm niệu của bạn không biết là bao nhiêu, cao bao nhiêu nữa thì nó có thể có những bệnh lý thận kèm theo hay không. Thì nó có nhiều bệnh lý nó liên quan tới chuyện này. Chứ còn tiền sản giật thì thường xuất hiện sau tuần 20 của thai, cho nên bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều ở giai đoạn này. Dạ chị Úc Thi, nếu trường hợp mà mình cần bác sĩ giải đáp rõ hơn thì mình có thể cung cấp thêm một số thông tin như bác sĩ Công có chia sẻ là về cái chỉ số độ đạm ha bác. Đúng rồi, nó còn có thể kết hợp với lâm sàng mình sẽ khám thêm nữa. Đôi khi có những cái viêm cầu thận ở trên cái người cơ hội trên người mang bầu á, hoặc là hội chứng thận hư rồi chẳng hạn. Nhưng mới hôm rồi mình cũng gặp một chị đó, quá trời đạm luôn, đạm khủng khiếp á. Nhưng mà chị là hội chứng thận hư ở trên một cái thai đủ tháng luôn. Thì ra đó mình vô mình phải truyền đạm rồi trước khi mình mổ lấy thai đó. Thì có những cái bệnh lý trên cái nền của thai thôi. Dạ rồi, cảm ơn chị Thi. Nếu trường hợp mình cần thông tin rõ hơn thì mình comment thêm nhé chị. Dạ, có một thêm câu hỏi là của chị Trần Thanh Thuyền. Chị là của fanpage từ Phương Châu Sóc Trăng. Dạ, thì chị có hỏi là bác sĩ cho em hỏi em bị hở lỗ trong 3mm thì có sao không ạ? Có ảnh hưởng đến cái quá trình dự sanh sắp tới không? Bình thường thì đối với một cái trường hợp mà
đo cái kênh cổ cung mà có hở eo của tử cung, có hở lỗ trong đi chăng nữa, thì thường bác sĩ sẽ cho các bạn cái thuốc giảm gờ, giảm gờ thường là xài cái dạng đặc âm đạo hoặc là hậu môn đó. Tuy nhiên là cũng chưa nghe bạn nói là cái tuổi thai mình là bao nhiêu, rồi cái kênh cổ cung mình còn dài bao nhiêu, mà chỉ nghe mới cái hở lỗ trong là 30 mm. Thì cái này chắc chắn là khi bạn đi khám mà bác sĩ đã cho đo như vậy thì chắc chắn sẽ có những cái giải quyết phù hợp rồi. Dạ anh Đội, cảm ơn chị Huyền, chị Thuyền nha. Thêm một câu hỏi từ fanpage Sóc Trăng nha bác. Thì chào bạn, bạn có hỏi là bác sĩ cho em hỏi, em sanh non 28 tuần 5 ngày, sanh được 3 tháng rồi, mà bé mất thì khoảng bao lâu để bầu lại được ạ? Thật sự chia buồn với bạn và gia đình. 28 tuần mấy bé mất. Thì thật ra trong trường hợp này bạn chưa nói rõ, mình cũng chưa tìm hiểu được là cái mất này là do cái gì, hở eo của tử cung hay là do quá trình nó vỡ ối rồi sau đó cuộc chuyện dạ diễn ra thì các bạn sinh non. Cho nên đối với trường hợp mình á, thì ở cái thai kỳ sau các bạn có thể mang bầu lại 3 tháng sau, bạn sức khỏe hồi phục lại thì bạn cũng có thể để bầu rồi, chứ không nhất thiết phải chờ đợi gì. Tuy nhiên là cái thai kỳ sau đó là một cái vấn đề khá là lớn. Thí dụ như cái thai kỳ này là 28 tuần nó sinh non do hở eo của tử cung, thì cái thai kỳ kế tiếp có thể sẽ diễn tiến nhanh hơn nữa, sớm hơn nữa. Cho nên là bạn sẽ phải khám thai rất kỹ để phát hiện những cái trường hợp là có hở eo hay không, để người ta đưa ra một cái giải pháp phù hợp. Dạ rồi, cảm ơn bạn. Thì cũng thật sự là rất là chia buồn với bạn. Nhưng mà trong trường hợp mà mình cần khám, mình cần tư vấn và mình cần làm sàng lọc trước khi mình để bé tiếp theo, thì bạn có thể đến trực tiếp với Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng, gần nhà của mình, để mình tầm soát và chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng một thai kỳ khỏe mạnh để đón chào một thiên thần nhỏ tiếp theo nhé. Xin cảm ơn bạn. Dạ thì có một câu hỏi của khách hàng này là ở fanpage Sadek. Dạ, chào chị An Mây. Thì chị có hỏi là thai em được 37 tuần rồi, em nghe người ta nói gần sanh bầu nên vận động đi lại nhiều dễ sanh, đúng không bác sĩ? Em muốn ưu tiên sanh thường, nghe nói Phương Châu có phương pháp giảm đau tự nhiên phải không ạ? Cảm ơn An Mây. Thì cái bầu bạn 37 tuần, cái việc tập thể dục cũng là một chuyện tốt để cho các bạn có sức khỏe tốt, thì khi các bạn vô chuyên gia các bạn sẽ rạn xanh tốt hơn đó. Rồi cái mình nãy bạn hỏi nữa là cái giảm đau tự nhiên, thì ở Phương Châu á, Phương Châu có những cái biện pháp để giúp các bạn giảm đau khá là nhiều thứ, chứ không phải là chỉ có giảm đau bằng gây tê không. Đó là gì, ví dụ như ở phòng sanh mình có cái chuyện mà massage nè, massage rồi ngâm chân rồi bấm huyệt tam âm giao, hoặc là cái ngồi bóng cho thư giãn cái vùng tần sinh môn đó, thì thai phụ thấy khá là thích chuyện này. Và đặc biệt nữa là cái giảm đau sản khoa do chuyện mà gây tê ngoài màng cứng đó, thì sẽ giúp thai phụ sẽ giảm đau rất nhiều và người ta trải qua cuộc sanh rất là nhẹ nhàng. Thì chuyện này thật sự là bản thân tôi là bác sĩ, tôi cũng rất thích chuyện này. Khi cho giảm đau rồi thai phụ mình trải qua cuộc sanh nó nhẹ nhàng lắm, đỡ stress cho mẹ, và khi mà cái thời gian giảm đau đó thì thai phụ người ta nghỉ ngơi được, cho nên là tới lúc người ta rặn người ta còn nguyên sức à, còn chứ không phải giống như là ta phải lăn lộn cả ngày, nhất là đặc biệt cả đêm, rồi buổi sáng hôm sau ta sanh không nổi, hết sức rồi. Bản thân mình thanh niên nên mình thức cả đêm thì cũng bữa sau cũng chết luôn, chứ đừng nói chi mà thai phụ cần rất nhiều sức để rặn. Để mà trước khi chuyển qua cái phần mini game thì muốn hỏi thêm một câu hỏi từ một người khán giả liên quan đến cái phần mà chuẩn bị cho cuộc sanh của mình. Thì chị chào chị Tuyết Nhung Nguyễn, chị đang gặp một vấn đề là nếu như đã nở 1,2 phân nhưng đợi mấy ngày không nở tiếp thì có nên nhập viện theo dõi không ạ? Hay là mình sẽ theo dõi tại nhà? Cảm ơn bạn. Thì cái cổ tử cung mở 1 phân, 2 phân mà có nên nhập viện chưa hay là ở nhà tiếp? Thì cái chuyện này á, các bạn nên biết gì nè, thật ra đối với một số trường hợp là gì, đặc biệt là con lần 2, lần 3 thì cái cổ tử cung ta mở sẵn luôn, khi người ta tới giai đoạn cuối thì cái nó giãn ra vậy nè thì nó hở nhẹ, có thể sáng 2-3 phân. Tuy nhiên là không có cơn gò thì sẽ không sanh các bạn, cái này hở sinh lý thôi, hở sinh lý, cái cơn gò mới quyết định cuộc sanh chứ không phải là chỉ cái độ hở này không đâu.
cơn gò gây xóa mở cổ tử cung thì đó mới là chuyện giả. Dạ. Và là bản thân gò, đôi khi cũng có những trường hợp là chỉ giả giả là cơn gò có nha, cơn gò có nhưng sau đó cũng cổ cung không xóa mở gì hết. Đôi khi chúng tôi thấy gò tới 10 phút một cơn nhưng mà vô nhập viện rồi thì lại chiều đó lại hết, thì cơn gò đó cũng có những trường hợp chỉ giả giả. Tuy nhiên là các bạn sẽ không phân biệt được, ngay bác sĩ như tôi cũng phân biệt được có chỉ giả giả hay không, thì nó phải có gây xóa mở cổ tử cung qua nhiều cái lần thăm khám. Thì cho nên là thấy cơn gò kiểu đó thì thôi đi bệnh viện đi cho chắc. Còn trong trường hợp bạn mà nếu có hở nhẹ như vậy nhưng mà nó không có cơn gò gì hết thì các bạn cũng có thể theo dõi tại nhà. Dạ rồi, cảm ơn chị. Tiếp theo có một chắc là câu hỏi này sẽ kết cho cái phần chủ đề đầu tiên của chúng ta. Là theo dõi thai kỳ, chăm sóc thai kỳ trong quá trình mang thai. Thì có chị là chị cho thì xin phép được gọi là chị Ngọc Trinh. Chị là fanpage của Phương Châu Sóc Trăng. Chị có hỏi là cho em hỏi tháng gần cuối thai kỳ cần chú ý những điều gì? Dạ. Tháng gần cuối thai kỳ. Ngọc Trinh ha. Thì trước tiên á là cái tháng, tại sao cái từ 36 tuần trở đi chúng tôi khám thai rất nhiều, mỗi tuần một lần, trong khi mẹ thì ì ạch mệt chết mà cứ phải đi mỗi tuần phải đi Phương Châu một lần. Thì thật sự những cái tháng cuối thời kỳ nó lại diễn ra khá nhiều thứ. Bé thì nó có thể gặp những trường hợp là chậm tăng trưởng nè, nếu mình phát hiện được sớm cái chuyện mà thai chậm tăng trưởng mà mình có thể phải chấm dứt thai kỳ sớm hơn dự định, con còn non tháng tuy nhiên là nó vẫn nuôi trong bụng không tốt thì phải đem ra ngoài. Nếu để nữa thì nguy cơ có thể đột tử thai trong bụng mẹ chẳng hạn. Còn có nhiều cái chú ý chứ không phải là không, từ tăng trọng của con, nước ối của thai kỳ đó. Và đi siêu âm các bạn sẽ thấy chuyện này nó rất rõ nha. Và chúng tôi sẽ đo tim thai monitor đó ha. Các bạn sẽ thấy theo dõi tim thai liên tục coi nó đáp ứng với cử động thai như thế nào, đó là cái mà để đánh giá sức khỏe của con đó. Còn bạn ở nhà thì bạn có thể theo dõi cái gì, cái tăng trọng của bạn nè, cái cử động thai nè như nãy nói đó ha, hoặc là cái cơ gò tử cung là nó gây xanh hoặc là gây xanh non, nếu mà nó trước 37 tuần là xanh non đó. Thì bạn sẽ thể theo dõi được từ cái chuyện đó. Rồi cảm ơn bác sĩ Công, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. Và để thay đổi không khí của chương trình thì chúng ta sẽ đến với một cái phần mini game như thường lệ của chương trình của chúng ta nhé. Thùy xin được phép đọc câu hỏi thì quý vị sẽ nhanh tay trả lời theo cú pháp là số câu hỏi cộng với cái đáp án của mình. Ví dụ quý vị chọn 1A thì mình để là 1A nhé, 1B, 1C hoặc là 1D. Quý vị nào có đáp án nhanh nhất và chính xác nhất thì Thùy xin được phép công bố ở cuối chương trình nhé. Câu hỏi của chúng ta là thai phụ có thể theo dõi sức khỏe thai và dấu hiệu chuyển dạ tại nhà thông qua một số dấu hiệu nào sau đây? A. Tốc độ tăng cân của mẹ và đếm cử động thai. B. Tốc độ tăng cân của bé và của mẹ. C. Đếm cử động thai và theo dõi cơn gò tử cung. D. Theo dõi cơn gò tử cung và thời gian ngủ của mẹ. 1 phút 30 giây xin được phép bắt đầu ạ. Thùy xin được phép đọc lại câu hỏi nhé. Thai phụ có thể theo dõi sức khỏe thai và dấu hiệu chuyển dạ tại nhà thông qua một số dấu hiệu nào? A. Tốc độ tăng cân của mẹ và đếm cử động thai. B. Tốc độ tăng cân của bé và của mẹ. D. Theo dõi cơn gò tử cung và thời gian ngủ của mẹ. Quý vị nhớ trả lời đúng cú pháp nhé, là 1A, 1B hoặc là 1C. Đáp án mà mình nhanh nhất và chính xác nhất thì mình sẽ được nhận những cái phần quà rất là hấp dẫn từ nhà tài trợ của chương trình. Hiện tại sắp hết thời gian rồi, quý vị nhanh tay nhé. Dạ, đáp án của chúng ta là câu C, đếm cử động thai và theo dõi cơn gò tử cung. Dạ, hiện tại thì đáp án sẽ được tổng hợp từ 3 fanpage là Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Cần Thơ, Sóc Trăng và Sa Đéc. Và đáp án mà nhanh nhất, chính xác nhất thì Đăng Thùy xin được phép công bố ở cuối chương trình.
để quý vị và cái phần nhận phần quà thì ban tổ chức của chương trình sẽ chủ động liên hệ với các quý vị nào mình có câu trả lời đúng và nhanh nhất ạ. Dạ, tiếp theo thì mình sẽ đến với phần thứ hai của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thì phần đầu tiên thì ban tổ chức cũng nhận rất là nhiều câu hỏi của quý vị xoay quanh về cái việc chăm sóc thai kỳ. Thì do thời lượng cũng có giới hạn nên là mình có thể là tua lại hoặc là mình xem lại cái video ngày hôm nay để mình cập nhật lại các thông tin cần thiết nhé quý vị nhé. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái phần thời gian chuyển dạ của mình, phương pháp sanh, sanh thường, sanh mổ. Thì liên quan đến phần chủ đề này thì cho thì hỏi là cái việc mà sanh thường, sanh mổ thì nó khác nhau như thế nào hả bác, mà chúng ta phải đau đầu và quý vị lựa chọn phương pháp sanh này và ưu điểm của từng phương pháp sanh là gì ạ? Một câu hỏi mà gặp ở tất cả các thai phụ. Dạ. Sanh thường hay sanh mổ cũng là một cái băn khoăn rất lớn, rất nhiều của các bạn, đặc biệt là các bạn con sơ lần đầu tiên mang thai sẽ rất là hồi hộp, rất là căng thẳng. Thì mỗi biện pháp nó đều có những cái lợi điểm cũng như cái bất lợi của nó. Nhiều các bạn sanh sanh thường thì các bạn sẽ đối diện với chuyện gì? Các bạn sẽ phải đau đẻ nè, các bạn phải cố gắng trong cái cuộc chuyển dạ rất nhiều đó. Tuy nhiên là sau khi bạn sanh xong thì sao? Thời gian phục hồi của bạn khá là nhanh, nhanh lắm. Sanh xong cái là thấy khỏe liền, ôm con cho bú cái là mọi cái mệt mỏi nó tan biến hết. Và sau đó các bạn phục hồi cũng rất nhanh, ra viện cũng sớm hơn. Ở phương châu chúng tôi là thường sanh thường là sẽ 4 ngày ra viện, còn sanh mổ thì là ngày thứ 5 mới về, như vậy đó. Thì tuy nhiên nó sẽ có những cái khó khăn, chứ không phải là tất cả các thai phụ muốn sanh thường đều được đó. Còn cũng không hẳn như vậy mà mình sợ tới nỗi là để mình thôi sanh mổ cho rồi cho khỏe ha. Thì sanh mổ thì được cái chỗ là gì, các bạn chủ động và cũng không có cần cố gắng, không cần cố gắng gì hết, có cái bầu là được rồi, có cái bầu vô rồi, còn bác sĩ sẽ chuyện mổ đem ra thôi, không cần phải cố gắng để mình rặn sanh hay là mình lo sợ đau gì hết. Tuy nhiên là gì, khi các bạn mổ như vậy các bạn sẽ chủ động được thời gian luôn. Em muốn con mình ra 9 giờ tối nha bác sĩ, tưởng châu 9 giờ tối tốt, hiểu vậy đó. Đó là những cái mà bạn chủ động được. Tuy nhiên là gì, nó thay đổi tương lai ngoại khoa và sản khoa của các bạn đó. Thí dụ như tương lai sản khoa là sao, ví dụ lần sau các bạn có bầu nữa mà nếu thai mà bám sẹo mụn cũ được xem là thai ngoài, các bạn thì thai bám sẹo mụn cũ xem là thai ngoài thì các bạn phải chấm dứt thời kỳ đó, đúng chưa? Các bạn cũng sẽ có một sẹo mụn cũ rồi, nó tăng cái nguy cơ nhau tiền đạo lên đó. Đó là những cái vấn đề. Hoặc là khi mà mở ổ bụng của bạn ra nó tăng nguy cơ dính ruột chẳng hạn, thì hoặc là bàng quang bị kéo lên cao rồi có thể gây nguy cơ cái tổn thương bàng quang ở cái lần mổ sau nó cũng cao hơn. Thì đó là những cái vấn đề của các bạn. Hoặc là nhiều cái trường hợp những cái cơ địa người là nó dễ dính á, thì khi mở ổ bụng của bạn ra nó tăng nguy cơ dính ruột lên, thì dính ruột lại là một cái vấn đề ở phía sau đó về ngoại khoa. Ví dụ lần sau mình mổ ruột thừa thôi, đơn giản là ruột thừa, mới vô chùa ca lỗ rốn chưa chân thủng luôn cái ruột, thủng luôn đại tràng rồi, do đại tràng dính lên trên chỗ đó chẳng hạn, thì đó lại một cuộc đại phẫu rồi, nó thay đổi cái tương lai ngoại khoa của mình. Tuy nhiên là không phải như vậy mà các bạn sẽ sợ quá thôi, không dám sanh hơn, nghe bác công nói vậy sợ quá không dám sanh mổ đâu, thôi bác sĩ gán sanh thường cho em. Thì các bạn phải hiểu chuyện này, cái cuộc chuyển dạ sanh là một cái việc theo dõi sẽ không nói trước được cái kết quả các bạn ha. Bác sĩ sẽ phải theo dõi cả một cái quá trình chuyển dạ của các bạn. Các bạn phải hiểu gì? Đôi khi bác sĩ lần trước em đẻ 3,5 kg, lần này có 2,8 kg, vậy thì có mổ không các bạn? Hoàn toàn có thể nha. Chứ đừng nói là như vậy là không có. Các bạn phải biết là khi mà em bé nó phải cúi tốt, nó mới qua được cái khúc chậu mẹ. Ví dụ như giờ nó không cúi mà nó ngửa ra, đưa thấp trước lên, ngồi thấp trước không có cơ chế đẻ, nó sẽ phải mổ. Đó. Giờ nó ghim chặt, nó đưa ngồi thấp trước vậy làm sao giờ? Đó. Không có chỉnh gì được hết thì phải đi mổ thôi. Hoặc là trong quá trình mình theo dõi thai nó ngưng quay kiểu thế ngang cũng đã khó rồi, và nó ngửa ra kiểu thế sau cũng khó nữa rồi đó. Đó là những cái vấn đề khó trong cái cuộc chuyển dạ. Hoặc là trong quá trình mình theo dõi như vậy xuất hiện cái dấu hiệu của suy thai, đương nhiên phải mổ ha. Hoặc là giờ các bạn muốn sanh thường nhưng khung chỗ bạn hẹp, em bé lại to, giờ nó cổ cung mở tốt, gò tốt, mở đầu nó không lọt, làm sao mà đẻ.
thì thôi bác sĩ kêu mổ thì cái này bác sĩ đã có chỉ định về y khoa thì các bạn nên trân trọng chuyện đó, tôn trọng chuyện đó. Ừ. Và cũng không có cần phải mình cố hết sức để mà sanh thường cho được ha. Tuy nhiên là cũng không phải là vậy thì thôi cứ mổ thôi cho khỏe. Như nãy nói đó, nó cũng có những nguy cơ của cuộc mổ các bạn ha. Dạ. Và các bạn sẽ thường là gì, hồi phục chậm hơn, ra viện cũng chậm hơn ngày đó, ở Phương Châu là ra viện chậm hơn ngày đó. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Công. Thì sanh thường và sanh mổ thì đó là một cái chủ đề muôn thuở này. Thì sẽ có nhiều gia đình sẽ lựa chọn phương pháp sanh mổ với nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà như bác sĩ Công có phân tích thì mình sẽ chọn cho phù hợp, nhất là phù hợp với tình hình sức khỏe của mẹ và bé, đúng không bác? À, dạ. À, có một câu hỏi của chị là của bạn Ly Phan. Em nghe nói tâm lý thoải mái, không lo lắng, không căng thẳng cũng là một yếu tố giúp cho cuộc sanh thuận lợi. Có đúng không bác sĩ Công? Dạ. Điều này thật sự là quá tốt. Nếu không lo lắng, không căng thẳng thì quá tuyệt vời. Và thêm cái nữa là ý muốn, em muốn sanh thường nha, em phải muốn mới được, em phải muốn, vậy phải quyết tâm về chuyện đó. Thì cái chuyện này giúp bác sĩ rất lớn các bạn ha, giúp bác sĩ rất lớn. Và đặc biệt nữa là cái tâm lý của người nhà nha. Thường á, vô tôi sẽ tư vấn, ví dụ như giờ là thai kỳ của bạn bây giờ khung chậu vậy, em bé như vậy, nó có khả năng sanh thường được. Tuy nhiên như nãy nói, không thể nói trước được chắc chắn mình sẽ sanh thường được. Tuy nhiên là này chưa có dấu hiệu gì, chưa có chỉ định gì để mình mổ hết, và em muốn sanh thường, ok, rất trân trọng chuyện này và em nên nhớ giữ ý muốn này. Đó. Và kể cả người nhà nữa, lúc này anh sẽ thường sẽ nói ra mấy cô là bây giờ con tước luôn quyền xin đòi mổ nha, tại thường mấy cô mới là người đòi mổ, thấy mình đó đẻ 5-10 đứa luôn mà giờ thấy con gái đau cái là xách đi mổ à. Đó. Trong khi mình đã theo dõi cả một quá trình rồi, bây giờ 6-7 phân rồi, thấy con gái nhăn nhón cái thấy chịu hết nổi, chính là mấy bà má mới là cái người mà dễ thay đổi ý kiến nhất, tại khi thấy con đau không biết mấy cô chịu không được. Tuy nhiên đó thì bạn muốn là một chuyện tốt, tâm lý bạn thoải mái là quá tốt, và đặc biệt là bạn phải có một cái quyết tâm cao thì như vậy đó, thì sẽ giúp bác sĩ rất nhiều. Và chính những cái người nhà đừng quá nôn nóng, gây áp lực lớn lên bác sĩ, thì chuyện này cũng dễ dẫn tới cái bàn mổ. Bác sĩ ơi, sao mà nãy giờ con tôi vô, nãy giờ không thấy sanh, cô kia vô sao cũng sanh rồi. Đó cũng là cái, bác sĩ ơi sanh được không, chắc ăn sanh được không. Đó cũng là những cái vấn đề ha, gây áp lực lên tâm lý lên quá nhiều. Hoặc là thôi bác sĩ đi mổ đi, gì đây, không biết nó sanh được không nữa, không biết bé có gì không. Đừng quá căng thẳng chuyện đó, bác sĩ đã theo dõi rất sát cái chuyện già của mình. Thì các bạn nên đặt niềm tin vô đội ngũ y tế và người ta sẽ có chỉ định phù hợp cho mình. Thưa bác sĩ và quý khán giả, có một lần thì được chia sẻ một cái câu chuyện rất là thú vị là chị đó là muốn sanh thường luôn á bác, nhưng mà thai đã 40 tuần rồi nhưng mà không có dấu hiệu chuyển dạ sanh gì hết. Thì người nhà thấy là thai lớn quá, ngủ cũng khó, đi lại cũng khó, nên là có một cái quyết định là mổ. Thì bác có một cái lời khuyên hay có một cái hướng nhìn nào về cái vấn đề này không bác? Tức là muốn sanh thường nhưng mà chỉ gì nó chưa tới ngày dự sanh nên mổ thôi. Đó cũng là một cái áp lực cho người nhà đó. Có nghĩa là giờ tới rồi, tới ngày dự sanh này bác sĩ, sao qua ngày dự sanh mà nó chưa sanh nữa, vậy là thai quá ngày. Dạ. Cũng chưa đến nỗi các bạn ha, thì cũng có những thai kỳ kéo dài tới 41-42 tuần luôn. Dạ. Trên 42 tuần định nghĩa là thai quá ngày. Tuy nhiên là càng về sau thì nguy cơ của thai kỳ càng tăng. Em bé bây giờ nó chưa sanh được, tuần nữa nó lớn thêm chút nữa rồi, tuần khi lớn cả 200 gram nữa rồi, hoặc là sau đó nó thêm tuần nữa nó lớn nữa, thì xương sọ lại càng cứng hơn, càng khó cho cuộc sanh hơn. Tuy nhiên là với cái thai mà trên 39 tuần là các bạn có thể là mổ chủ động cũng được. Tuy nhiên là trong trường hợp này bạn muốn sanh thường mà, bạn muốn sanh thường thì cũng có nhiều cái giải pháp đưa ra cho các bạn là gì. Sanh thường thì các bạn có thể nhờ bác sĩ, có thể là mình kích thích chuyển dạ được không. Nếu dư cuộc chuyển dạ được thì mình sanh. Và thậm chí là ở giờ cũng chưa tới nỗi giống là thai quá ngày thì mình theo dõi tiếp, bác sĩ vẫn sẽ theo dõi thêm mà. Dạ, liên quan đến vấn đề này cũng có một số câu hỏi khi mà tư vấn sanh, cũng có nhiều anh chị hỏi là cô ơi, bé nhà tôi nó có sanh thường được không, làm sao biết nó sanh thường, làm sao biết nó sanh mổ để tôi chuẩn bị cho nó tốt hơn. Thì bác có cái ý kiến gì về cái phần này không bác? Thực ra nói về cái chuyện mà mình sẽ quyết định sanh như thế nào rất quan trọng. Dạ. Và cái chuyện này các bạn sẽ phải bàn rất kỹ với bác sĩ khám thai của mình. Chị này, thí dụ bây giờ
cái thai kỳ của em nó có cái nguy cơ. Cái nguy cơ này ví dụ như giờ thai đa, các bạn mang thai mà đa ối đi, hoặc là thai các bạn to đi, các bạn có nguy cơ đối diện với chuyện băng huyết sau sanh. Thì như vậy cái băng huyết sau sanh này, cái chỗ các bạn muốn sanh đó có xử lý được chuyện này hay không? Đó. Có làm cái có thể là truyền máu cho các bạn hay không? Chỗ đó có truyền máu được hay không? Xử lý cái băng huyết này có thể cắt cái tử cung thì có thể làm được chuyện này hay không? Đó. Hoặc là đối với những cái thai kỳ mà có nhau tiền đạo chẳng hạn, các bạn chắc chắn bạn phải chọn trước cái chỗ của mình sẽ đến mình sanh như thế nào. Là cái chỗ đó phải bảo đảm được chuyện xử lý được cái chuyện mà nhau tiền đạo này, truyền máu cho các bạn được và có thể cắt tử cung được nếu xảy ra băng huyết mà mình không cầm được. Cái chuyện này hoàn toàn có thể. Với lại thai kỳ của bạn, các bạn bàn luôn với bác sĩ mình mới được. Tại vì chính cái người bác sĩ thai khám thai của mình á mới phát hiện được những thai kỳ nguy cơ của mình. Ví dụ như bạn có bệnh tim đó, thì bạn sanh ở đâu? Không? Bạn có nguy cơ tiền sinh dật, các bạn sanh ở đâu cho nó phù hợp. Hoặc là đối với con cũng vậy luôn, về phía thai cũng vậy. Bây giờ cái thai kỳ này em bé nó sanh ra nó cần phải mổ tim liền. Như vậy thì các bạn không thể nào sanh ở ngay cả Phương Châu cũng vậy. Bạn đâu có mổ tim liền được đâu. Các bạn phải chọn một cái cơ sở mà người ta có thể bắt. Đôi khi giống như hồi xưa tôi đi học từ Vũ, tôi thấy mổ tới thai đây nguyên ekip tim viện tim đứng kế bên rồi. Em bé bóc ra cái đưa qua đây mổ nữa rồi. Đó. Tức là mình phải làm sao chọn lựa cái chỗ mình sanh nó phù hợp với thai kỳ của mình và nó an toàn. Cái tiêu chí an toàn rất quan trọng trong chuyện này, khi mà tôi khám thai tôi cũng hay nhắc vậy. Cái chuyện an toàn là rất quan trọng. Hoặc là bây giờ cái thỉnh thoảng mình nghe những cái cuộc điện thoại. Alo bác sĩ ơi, thai em 34 tuần bây giờ ối vỡ rồi. Ừ, nhưng mà gì thì cái chuyện này là non tháng đúng chưa? Non tháng như vậy thì ối vỡ rồi chắc chắn các bạn phải chấm dứt thai kỳ. Như vậy thì non tháng hoặc là non hơn nữa. Vậy thì non hơn nữa thì các bạn cái chỗ các bạn sắp tới tính là sanh ở đó đó, thì cái chỗ đó có nuôi được con non tháng hay không? Chuyện này rất quan trọng. Cho nên các bạn sẽ phải tìm hiểu chỗ đó. Dạ, tức là mình sẽ tìm hiểu về cái cơ sở để mình đúng sẽ rồi. Sắp bạn tới sẽ phải tìm hiểu cơ sở đó. Với lại cái thai kỳ bạn nguy cơ nào thì bạn sẽ phải bàn với chính bác sĩ khám thai của mình là tốt nhất. Dạ, tức là bác sĩ đó sẽ tìm hiểu được cái tình trạng của sản phụ đó thì sẽ dễ tư vấn và dễ tư vấn và đưa cho mình cái hướng. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Tiếp theo có một câu hỏi của chị Hồng Cẩm, xin chào chị. Chị có hỏi là em thường khám thai định kỳ ở bác sĩ gần nhà. Thai em giờ được 30 tuần rồi, nhưng chân tay có dấu hiệu sưng phù lên, phải có nguy hiểm gì không bác sĩ? Em định lên Phương Châu khám, bác sĩ cho em hỏi là em khám và được chẩn đoán thai to, vậy em chọn phương pháp sanh thường hay sanh mổ? Bạn thai bạn 30 tuần, không biết là, là 30 tuần mà chẩn đoán thai to thì nó cũng còn hơi sớm, có thể là to hơn so với tuổi thai. Rồi còn một cái dấu hiệu nữa là nãy bạn nói là bạn sưng phù nhiều. Thì cái phù ở giai đoạn này nó có khả năng là phù sinh lý. Tuy nhiên là các bạn không thể nào các bạn loại trừ cái bệnh lý trước rồi mới nói nó là sinh lý ha. Thì nếu bạn khám thai, bạn có thử cái đạm niệu hay không, các bạn có đo huyết áp hay không, có phát hiện cái tiền sản giật không, cái chuyện này mới là đáng sợ. Còn nếu nó là phù sinh lý thì thường á, các bạn sẽ thấy nó những cái dấu hiệu kia là không có. Và thường là phù sinh lý hai cái chân là nhiều, đặc biệt là trong những trường hợp mà các bạn cái nghề nghiệp của bạn là ngồi nhiều, đứng nhiều quá đó, nó tăng thoát dịch sinh lý ra. Thì buổi chiều bạn sẽ thấy hai chân mình rất là nặng nề, buổi sáng thì lại thấy nó nhẹ đi, mình nằm nghỉ thì máu nó dồn lên trên lại thì nó bớt thoát dịch đi thì nó ổn. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ có một câu hỏi của chị Quỳnh Lam, xin chào chị có hỏi là nhờ bác sĩ công tư vấn giúp em, hiện tại mẹ 38 tuổi, mang thai lần 3, được hiện tại là thai 36 tuần 3 ngày, hai lần trước sinh mổ. Vậy mẹ nên mổ chủ động vào tuần thai thứ mấy hay có thể đợi dấu sanh? Lần trước mẹ sinh vào năm 2015 ở Phương Châu, Cần Thơ. Xin chào. Cảm ơn em. Thì đối với mổ cũ thì chúng tôi vẫn khuyên là gì? Vô chỉ dạ lúc nào mình mổ lúc đó là tốt nhất. Và là bạn muốn mổ chủ động thì cũng vẫn khuyên bạn là trên 39 tuần, thì tất cả nghiên cứu cho thấy là sau 39 tuần tỷ lệ bệnh mới không thay đổi, thì tất cả các khuyến cáo đều cho là trên 39 tuần mình mổ chủ động đó. Còn có dấu hiệu chuyển dạ lúc nào các bạn đi lúc đó là tốt nhất. Dạ rồi, cảm ơn chị. Liên quan câu hỏi này Thùy cũng muốn hỏi thêm bác sĩ Công là ví dụ như là lần đầu mình sanh mổ thì lần hai mình có sanh thường được không bác, hay là mình phải cách thời gian bao lâu để mình dự là sanh thêm một bé nữa? Thì câu hỏi này cũng rất hay gặp. Nghĩa là lần trước giờ em sanh mổ rồi, lần này giờ em mang bầu em có sanh thường được hay không?
thì cái khả năng hoàn toàn có thể các bạn ha, hoàn toàn có thể xảy ra luôn. Thì nhưng mà là gì, cái khả năng mổ của bạn thường rất là cao, tại vì một cái dính mục cũ cộng với một cái bất thường là sẽ mổ với một cái dính mục cũ con ví dụ trên 3 kg, đó là một chỉ định rồi đó. Tuy nhiên là vẫn có không, có các bạn, có nhiều trường hợp sanh thường, nhưng các bạn thuận lợi bạn vẫn sanh thường đó. Có nhiều trường hợp vô tới bệnh viện cổ cung mở tốt, gò tốt, em bé vẫn ok, đầu lọt được, thuận lợi hết, dính mục cũ không đau, thì tôi vẫn sanh thường. Thậm chí là tôi có một trường hợp còn vui nữa, là sẵn đây kể xíu cho bạn nghe, là mỗi trường hợp ở Cù Lao Dung 4 giờ sáng gọi cho tôi, hai lần trước đã mổ rồi, hai lần trước mổ như vậy, lần này 4 giờ sáng đau bụng, em về đau bụng, nhưng Cù Lao Dung qua bên đây phải đi qua cái phà hay gì đó rồi mới lên, thì 6 giờ sáng tôi đã có mặt trong bệnh viện, tôi gọi lại sao anh lên vô bệnh viện rồi chưa thấy, thì mới vừa gọi thì chồng cũng mới nói em tính bấm điện thoại gọi với sĩ công nè, ghé phòng khám ở dưới chỗ khu cái côn có cái phòng khám, ghé vô đó rồi là đẻ luôn kìa, chưa kịp cắt rốn nữa em thấy luôn trước mặt em nè. Thì cũng may là trong phòng khám có cái cô nữ sinh cổ biết cổ làm hết, cổ làm hết. Và sau đó bạn đó là sau khi giờ em sao em sợ quá rồi, giờ em chạy lên thôi ha, em bình tĩnh cứ giữ đó. Thì ở đó cũng có bác sĩ mà, mặc dù người ta không làm sản khoa nhưng người ta vẫn được đào tạo đa khoa, người ta vẫn biết. Dạ. Nên là rồi có cô nữ học sinh đó nữa, thành ra mọi cái người ta xử lý rất là ổn thỏa. Và 9 giờ sáng là bạn đó là tới trên mình đó, sau đó bác sĩ ở trên này kiểm tra cũng tử cung lại cho bạn rồi ok hết. Thì đó, giúp cũ hai lần một vẫn sanh được, tuy nhiên là tại vì thằng bé nó khá nhỏ ha, có 2,8 kg thôi. Dạ. Thì sau này anh ta được gọi là anh Tư Lọt á, sanh lọt á, sanh rớt dọc đường á. Dạ. Rồi cảm ơn bác sĩ Công đã chia sẻ. Hiện tại là ban tổ chức nhận rất rất là nhiều câu hỏi của quý vị khán giả, thì quý vị cũng quan tâm rất là nhiều về cái phần chủ đề này á bác Công. Tuy nhiên thì chắc là cho Thùy xin phép sẽ có nhiều câu hỏi giống nội dung với nhau, thì Thùy xin được hỏi hai vấn đề tiếp theo. Thứ nhất là việc mà gây tê á bác, tức là gây tê ngoài màng cứng nè, rồi gây tê tủy sống, thì nó có ảnh hưởng gì về cái phần sức khỏe sau này của chị sản phụ không, và nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé hay không? Dạ. Cảm ơn. Cái câu hỏi khá là thú vị và cũng có nhiều người hỏi. Thì cái gây tê nó có nguy cơ gì không? Thật sự là nó không có là không đúng. Tại vì các bạn xài thuốc bất cứ cái gì nó cũng có nguy cơ rồi. Ngay cả một viên Panadol vẫn có thể sốc thuốc các bạn ha. Thuốc tê cũng vậy. Tuy nhiên là khi mà quá trình đó thì bác sĩ sẽ xử lý sao cho nó phù hợp nha. Yeah. Chứ nói sử dụng thuốc mà nói tuyệt đối an toàn là không đúng. Và cái ảnh hưởng gì về sau hay không, nhiều người cứ nói là sợ sau này đau lưng ha. Yeah. Như vậy thì thật ra hồi xưa bà ngoại mình có giảm đau đâu, mà giờ có đau lưng không, vẫn có ha. Nó là thuốc tê thôi các bạn, nó là thuốc tê thôi, và khi người ta gây tê chút xíu sau nó cũng đã bán quỷ, nó phân hủy hết rồi. Cho nên không có đáng lo ngại, giống như các bạn đi nhổ răng vậy thôi, ban đầu nó tê chút nó cũng hết thôi đó. Tuy nhiên khi gây tê ngoài màng cứng nó vẫn có đối diện những cái nguy cơ là gì, gây máu tụ ngoài màng cứng chẳng hạn, trong trường hợp là mình đâm phải cái mạch máu. Nhưng mà thông thường khi mà đâm phải mạch máu như vậy thì khi người ta rút kim ra thì nó đã bị cái cơ nó siết lại và nó không có ra được. Với lại khi mình đâm kim mà chạm mạch máu thì bác sĩ cũng chẳng ai mà dùng đường đó để bơm thuốc hết á, người ta sẽ đi đường khác liền. Yeah. Cho nên cái biến chứng mà này là trên lý thuyết thì có, tuy nhiên là Phương Châu 10 năm nay mình chẳng gặp ca nào. Yeah. Thì do kinh nghiệm với bác sĩ gây tê cũng làm rất là tốt về chuyện đó. Yeah. Yeah. Rồi, cảm ơn bác. Một cái vấn đề tiếp theo là đối với các chị mà mình có bệnh lý về tiểu đường thai kỳ hoặc là cao huyết áp, thì có nên lựa chọn phương pháp sanh thường không bác, hay là phải sanh mổ? Đó không phải là chỉ định để mình mổ. Không phải là chỉ định để mổ. Nó vẫn có sanh thường, nếu mà các bạn phù hợp thì vẫn sanh thường. Dạ. Ví dụ ngay cả tiền sản giật, người ta đó gọi là tiền giật nặng đi, nó cũng là chỉ định chấm dứt thai kỳ chứ không nghĩa là phải mổ để thai. Dạ. Dạ anh. Rồi có một câu hỏi tiếp theo của chị Diễm Lê. Chị hỏi là thai 38 tuần 5 ngày vẫn chưa có dấu sanh, vậy có để dấu sanh, vậy có sanh thường được không bác? Rồi Diễm Lê, 38 tuần 5 ngày là còn quá sớm ha. Dạ. Quá sớm. Bạn còn tới 1,5 tuần mới tới ngày dự sanh mà. Dạ anh rồi. Tiếp thêm một câu hỏi chắc là liên quan đến cái phần sức khỏe của bé đi bác. Thì cái phần mà sanh thường với sanh mổ, thì mọi người đều biết là được thường hay nhớ là sanh thường sẽ tốt cho bé hơn. Thì bác có thể phân tích những cái ưu điểm khi mà sanh thường đối với sức khỏe của bé khi mới sanh.
thì nó có khác gì với sinh mổ không? Thực sự về khác biệt thì cũng không phải là quá nhiều. Dạ. Từ khi sinh thường á, nó cũng có được về, em bé nó chui qua cái ống đẻ đó ha, thì khi nó chui như vậy cái lồng ngực nó được ép lại và cái dịch trong trong phổi nó ra hết ha. Thì nói chuyện đó là nó tốt cho chuyện hô hấp của con. Và khi mà nó chui ống đẻ thì nó tiếp xúc với hệ vi khuẩn của âm đạo mẹ đó. Hệ vi khuẩn thường trú nó cũng làm cho kích thích hệ miễn dịch của con sẽ hoạt động sớm hơn, tốt hơn cho cái chuyện miễn dịch của con. Tuy nhiên là sinh mổ giờ thì thường ta cũng đường mổ rất là nhỏ ha. Với lại nói chung nó cũng được chèn ép tốt, bóp tốt vô cái chỗ đó chứ nó cũng không có mổ rộng như ngày xưa nữa. Thì về hô hấp bé thì anh thấy nó vẫn không khác biệt lắm đâu. Dạ rồi. Đây cũng là câu trả lời cho một câu hỏi của vị khán giả, chắc là mình cũng hiểu rồi đúng không ạ? Tiếp theo thì Thùy xin được phép hỏi thêm một câu nữa là khi mà sanh mổ á bác, thì cái việc mà gây mê có gọi là một cái phương pháp để mình bắt bé không, hay là mình chỉ gây tê thôi, còn cái việc gây mê thì nó có thường xuyên áp dụng không bác? Không phải tất cả các ca mổ đều là gây tê tủy sống vậy ha. Thì có những trường hợp người ta chỉ định là gây mê. Thí dụ trong trường hợp suy thai cấp chẳng hạn, bạn sẽ gây mê và làm rất nhanh. Hoặc là có những chỉ định như nhau tiền đạo rồi này kia là cũng là cái chỉ định của gây mê. Thì chứ không phải là ca nào cũng sẽ gây tê các bạn ha, tùy theo cái bệnh lý của các bạn nữa. Hoặc là các bạn giờ gù vẹo cuộc sống sao gây tê được, khó ha. Thì đó cũng là chỉ định đối với bạn gây mê. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của quý vị. Và có thêm một câu hỏi, đó chính là một lo lắng của một vị khán giả. Chào chị Châu Phương, chị có hỏi là bác sĩ cho em hỏi là em sắp sanh em bé và mắc phải virus viêm gan B, thì ở bệnh viện mình có huyết thanh cho trẻ sau sanh không ạ? Cái bệnh viện Phương Châu mình ở kể cả ba cơ sở Phương Châu, Sóc Trăng, Cần Thơ hay là Sa Đéc đều có cái vaccine này cho con bé. Cho nên bạn có thể an tâm sanh ở đó. Còn cái chỗ mà ví dụ ở tỉnh bạn thì có hay không thì tôi không biết được. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ tiếp theo thì cái phần này liên quan đến cái phần chuẩn bị khi sanh. Thì cho em hỏi là ví dụ như một số anh chị ở xa, thì khi mà lên sanh thì mình cần phải chuẩn bị những vật dụng, giấy tờ gì khi mà đến Phương Châu sanh hả bác? Thì khi các bạn đi sanh trong quá trình khám thai ở Phương Châu là có những cái bàn tư vấn cho các bạn. Và các bạn được chuẩn bị rất kỹ về chuyện này. Tuy nhiên là có một số bạn không khám ở Phương Châu thì các bạn sẽ hỏi những cái câu hỏi giống vậy. Thì đi sanh thường các bạn sẽ luôn luôn xách cái làng, cái giỏ đó, cái giỏ đựng đồ cho con bé đó, thì các bạn không bao giờ quên đâu. Tuy nhiên là có những chuyện nhiều khi vỡ ối các bạn quên, hay quên nhất là gì, tôi thấy hay quên nhất là cái bộ hồ sơ khám thai các bạn ha, với lại cái giấy tờ, giấy chứng minh ha, rồi giấy đặc biệt là bảo hiểm y tế. Các bạn nên biết là bảo hiểm y tế người ta sẽ tính từ lúc các bạn nộp cái tờ giấy bảo hiểm y tế, còn trước đó người ta sẽ không tính. Cho nên là nếu bạn mình nộp trễ thì mình mất cái quyền lợi của mình đi, đặc biệt là lúc các bạn mới vừa vô nhập viện là người ta đã cho xét nghiệm rồi rất nhiều, và cái chỗ đó mới là chỗ mà bảo hiểm thanh toán cho bạn khá tốt. Thì các bạn, tôi khuyên các bạn là bạn nên chuẩn bị sẵn mấy cái giấy tờ đó, bỏ trong cái hồ sơ khám thai, và cái chỗ hồ sơ khám thai đó cũng bỏ ngay cái giỏ mà các bạn chuẩn bị sẽ đi sanh đó, bạn sẽ xách theo đó, tại cái giỏ này không bao giờ quên chứ. Cho nên các bạn cứ để đó thì các bạn sẽ không quên đâu. Dạ chắc là thì xin được nhắc lại một số thông tin ha, khi mà đến khám thai thì mình phải mang theo sổ khám thai. Dạ rồi, một số giấy tờ như là bảo hiểm y tế nè, bảo hiểm sức khỏe nếu có thì mình sẽ mang theo. Ngoài ra sẽ đem theo cái phần sổ hộ khẩu, theo địa chỉ của mẹ đúng không bác? Dạ, rồi chứng minh nhân dân thì mình sẽ bỏ trong một cái bì sơ mi. Rồi khi mà mình đến sanh thì mình sẽ mang theo. Tại vì có nhiều anh chị mình ở xa thì mình sẽ không có thuận tiện về lấy. Sẵn cũng nhắc luôn là chỗ sổ với giấy chứng minh giấy bảo hiểm á, thì ở Phương Châu mình không có cần phải photo các bạn ha. Dạ. Ở đây người ta lại chỉ mượn cái bản gốc rồi kèm vô cái xong là trả lại bà. Dạ. Tại vì cần thông tin chính xác để làm giấy chứng sanh cho bé quý vị, nên là mình sẽ mang các phần sổ hộ khẩu này theo. Dạ cho em hỏi thêm một câu là hiện tại thì chào chị Vi Hà, chị có hỏi là bác sĩ ơi, em 38 tuần chuẩn bị sanh, hôm trước em có nghe nói tại Phương Châu ở Sóc Trăng có dịch vụ lưu trữ tế bào gốc,
thì bác giải thích thêm cho em biết được không ạ, về cái phần dịch vụ này của bệnh viện? Bệnh viện mình có làm dịch vụ này hay không thì thật sự là mình có hợp tác với một số cái công ty về tế bào gốc. Thì ở đây mình chịu trách nhiệm là lấy mẫu tức là giúp các bạn tiếp cận với công ty đó. Thì các bạn phải có cái hợp đồng trước với công ty, và công ty sẽ gửi bộ kit đó, ở bệnh viện có bộ kit đó, thì mình sẽ giúp các bạn là lấy tế bào gốc trong cái quá trình mình mổ lấy thai và mình sanh cho các bạn đó. Thì ở Phương Châu có làm, và kể cả ba cơ sở đều có. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Nhưng mà cho em hỏi thêm một xíu bác, thì về cái phần mình thực hiện để mình xét nghiệm xem là mẫu đạt hay không để lấy cái phần tế bào gốm, thì khoảng tuần thứ mấy thì mình sẽ thực hiện xét nghiệm đó, hay là đến khi sanh thì mình mới thực hiện lấy mẫu hả bác? Thường cái xét nghiệm theo cái yêu cầu của công ty mình đã làm trước, là hồi lúc 30-32 tuần là mình đã có thể làm rồi cái hợp đồng đó rồi với công ty rồi, chứ không phải là tới lúc mình sanh mình mới làm. Dạ, thưa quý vị, nếu mà một số quý vị mình muốn tìm hiểu thêm về cái phần dịch vụ lưu trữ tế bào gốc tại Phương Châu thì mình có thể liên hệ đến tổng đài của bệnh viện hoặc là đến trực tiếp bệnh viện, thì sẽ có nhân viên tư vấn và cùng với bác sĩ sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này cho mình nhé. Dạ, có một câu hỏi như vậy nè bác, một cái thắc mắc là bác sĩ cho em hỏi. Em xin lỗi, chào chị Thanh Thảo. Bác sĩ cho em hỏi là em mang thai lần 3, hiện đang có u xơ 70mm. Trong quá trình mổ lấy thai, em muốn bóc u xơ luôn. Như vậy có được không bác? Rồi. Kích thước 70mm. Chào Thanh Thảo ha. Thì thông thường khi mình mổ lấy thai mình sẽ không có bóc chân nhân sơ cơ hội ngay lúc đó đâu các bạn ha. Tại vì khi mà bạn mang thai nó tăng sinh mạch máu rất dữ, và bóc nhân sơ này đôi khi là chìm xuồng luôn các bạn ha, máu chảy cầm không nổi. Trừ khi là cái đường mổ lấy thai mà bắt buộc đi ngang qua cái chỗ cái nhân sơ đó thì thường ta sẽ có thể bóc luôn trong trường hợp đó. Tuy nhiên là người ta không có cố gắng để bóc cái nhân sơ ở một vị trí khác đâu. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị, cảm ơn bác sĩ Công. Về một cái trường hợp mà song thai hả bác, thì có một chị là lần đầu là sanh thường thì bé thì sanh rất là nhanh, thì lần hai thì mang song thai thì không biết là có sanh thường được hay không. Dạ. Rồi, câu hỏi rất là thú vị. Chúc mừng bạn có thêm hai đứa. Thì cái song thai vẫn sanh các bạn ha. Ngay cả sanh lần đầu cũng vậy ha. Khi mà hai người thai nó thuận lợi, người ta vẫn sanh bình thường. Mình vẫn có thể theo dõi sanh. Tuy nhiên là ở bạn thì cũng nhắc luôn cái là bạn mang song thai thì mình sẽ đối diện với nguy cơ băng huyết sau sanh cao hơn một cái thai kỳ bình thường. Cho nên là bạn chọn cái bệnh viện sanh đó, cho bạn á, thì cũng phải cẩn thận. Chỗ nào có thể có khả năng xử lý được cái chuyện này, là xử lý chuyện băng huyết sơ sanh cho bạn được á, thì bạn sẽ chọn chỗ đó là cho nó an toàn cho thai kỳ mình. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Tiếp theo câu hỏi của chị Xuân. Bác sĩ ơi, cho em hỏi, thai em 38 tuần, bé nặng 3,3 kg nhưng có dấu hiệu trì bụng dưới và đau, di chuyển bị đau và thốn. Vậy các dấu hiệu đó thì khoảng bao lâu sẽ chuyển dạ? Mình quay lại chủ đề đầu tiên một xíu. Sẽ bao lâu là chuyển dạ? Câu này sẽ rất khó cho bác sĩ trả lời ha. Tuy nhiên là gì nè, thì các bạn biết giai đoạn cuối của thai kỳ 34-36 tuần trở đi là những cái cơn gồm rách thông huyết làm giãn cái đoạn dưới tử cung, cho nên cái đầu bé có thể lọt xuống dưới. Thì các bạn sẽ thấy trên lâm sàng, các bạn sẽ thấy sụp bụng đó. Mấy bà già xưa hay hỏi con sụp bụng chưa con đó ha. Thì cái bụng của bạn sẽ sụp xuống, các bạn dễ thở hơn. Nhưng mà cái dưới này nè, phía dưới này như bạn mô tả đó, là bạn sẽ thấy cán đáng khó chịu lắm, đau nha. Đi hồi cảm giác như em mắc kẹt, như cứ ngắt luôn, đi không được ha. Chuyện này là cũng rất hay gặp nha. Mà đó là sinh lý thôi bạn, để chuẩn bị cho cuộc sanh đó. Còn cái lúc nào chuyển dạ thì thật sự rất khó nói ha. Cái này rất khó. Nhiều khi khám thai buổi sáng rồi thôi cho thai phụ về, chiều tối thấy chạy lên rồi, ôi bác sĩ em chuyển dạ rồi. Mình không nói trước được hết đâu. Dạ, rồi cảm ơn câu hỏi của chị. Tiếp theo chắc là cho thì xin được phép hỏi một câu hỏi với bác là đối với những trường hợp mà các chị sản phụ mà có dạng máu RH âm á bác, thì rất rất là lo lắng trong cái quá trình mà sanh con của mình. Thì bác có cái phần gì tư vấn thêm để giảm tải cái phần lo lắng cho các chị được không ạ? Cái RH âm là một cái loại dạng máu hiếm ha. Thì ở cái thai kỳ này trong cái thai kỳ thường chính mẹ RH âm, nhưng mà thường con cũng là RH dương. Trong máu mẹ tạo kháng thể chống lại máu con đó. Thì đây là một thai kỳ nguy cơ cao, và bác sĩ sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ cho thai kỳ này.
Ví dụ người ta chích kháng thể trong lúc bạn mang thai, từ lúc 28, 32 tuần người ta đã làm rồi, hoặc là người ta chuẩn bị luôn cái máu hiếm cho bà mẹ đó, cái lúc mà bà mẹ sanh đó, thì thường ở bệnh viện mình sẽ chuẩn bị trước một đơn vị máu và các bạn mua luôn các bạn ha, mặc dù có thể là không truyền và các bạn cũng mong là không truyền đâu, nhưng mà người ta sẽ mua luôn đơn vị máu đó để chuẩn bị cho tình huống lỡ có băng huyết, người ta có máu để truyền trước, chứ lúc đó mà chạy đi kiếm rồi hát âm mà không biết đâu ra nữa nó sẽ rất là khó khăn. Sẽ có những bước chuẩn bị trước của thai kỳ đó khá nhiều bạn, và chuẩn bị kháng thể để chích cho bạn sau sanh nữa. Dạ, tức là khi mà sanh tại Phương Châu thì đều có những cái biện pháp phòng ngừa trước cho mình. Dạ. Rồi. Tiếp theo một câu hỏi là, chào chị Thiên Kim, chị có hỏi là cho em hỏi là khi dương tính với RBS thì sanh thường hay sanh mổ sẽ an toàn cho bé hơn? Thì thật sự RBS dương tính các bạn cũng không cần phải quá lo sợ. Người ta cũng muốn chứng minh rồi, cho dù sanh thường đi chăng nữa thì người ta chỉ cần chích cái kháng sinh trước cái giờ bé ra đời 4 giờ đồng hồ, nó đã là giảm cái tỷ lệ là bé nhiễm RBS, nó là ở mức cho phép rồi, tốt rồi. Cho nên các bạn không cần phải quá lo lắng về chuyện đó, sanh thường hay sanh mổ thì cũng được hết. Dạ rồi, cảm ơn chị. Tiếp theo một câu hỏi của chị Trang Nguyễn. Chị có hỏi là, cho em hỏi, em sanh mổ 2 lần rồi, nhưng lần sanh mổ thứ 2 gây tê, nhưng lúc đang mổ đau nhiều. Cho em hỏi, em muốn sinh thêm lần 3 thì có thể dùng phương pháp gây mê để không đau không ạ? Tức là lần rồi bị gây tê nhưng mà nó là đau. Nhưng mà dạ, đau phải không? Thì đôi khi mình mổ lấy thai mình sẽ gặp chuyện này các bạn. Không phải lúc nào giảm đau nó cũng phải là tốt nhất đâu. Nhiều khi cái mũi kim vô nó không có được tốt lắm hoặc là sao đó, mà đôi khi thai phụ vẫn còn cảm giác. Thì nhiều khi mình đang mổ như mình thai phụ đau thì mình vẫn phải cho thêm thuốc từ mê để mổ tiếp á. Tuy nhiên là không phải vậy là lần sau nó cũng sẽ đau. Lần sau nó tốt hơn thì sao? Nên nó vẫn bình thường, nó vẫn có thể tê được, chứ không phải là vậy là lần sau sẽ gây mê. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Câu hỏi của chị Út Mến thì chị có hỏi là, lần đầu mình mang thai 30 tuần đúng không ạ? Bị hở eo đến 37 tuần thì mổ, nhưng mình bị băng huyết sau sinh. Vậy lần này mình sanh thì có bị không ạ? Nếu bị thì biện pháp xử lý như thế nào? Dạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì ở câu hỏi của bạn có cái bạn ấy là 30 tuần bị hở eo của tử cung, không biết có xử lý chuyện hở eo đó như thế nào mà kéo dài được tới 37 tuần, thì cũng là chúc mừng bạn đủ tháng. Thì nếu thật sự nó là một cái hở eo của tử cung thì cái thai kỳ thứ sau thì bạn phải thận trọng, giống như ở Phương Châu mình cho đo cái kênh cổ tử cung đó, để gọi là coi đo kênh cổ cung để phát hiện sớm cái chuyện mà hở eo của tử cung, kênh cổ cung ngắn đó, để mình có những cái dự phòng phù hợp cho mình để có thể kéo dài thai kỳ mình tới lúc mà đủ tháng giống như lần trước của bạn. Cái ý thứ hai của bạn là bạn có cái băng huyết sau sanh. Thì cái chuyện băng huyết sau sanh, bạn đã từng có tiền sử đó thì cái nguy cơ lần sau của bạn cao hơn so với một người bình thường. Tuy nhiên là cái chuyện đó không phải là không thể dự phòng được. Và là ở Phương Châu mình có những cái tập luyện về cái chuyện này rất dữ luôn á. Chúng tôi tập luyện cho cả nữ sinh luôn á, những cái bài tập huấn về cái băng huyết sau sanh đó, thì để mình có một cái phản ứng rất là tốt trong cái quá trình mà mình phản ứng với một cái trường hợp băng huyết sau sanh là như thế nào nha. Ở Vườn Châu rất kỹ về chuyện này, đo lấy túi đo máu, đo cái lượng máu mất khi mà mình sanh để phát hiện sớm cái băng huyết sau sanh, chứ không có nhìn bằng cảm tính của cái mắt mình đâu. Rồi xử lý cho nó phù hợp là được. Nếu bạn có nguy cơ thì bạn sẽ chọn cái chỗ nào giống như nãy giờ nói là có khả năng xử lý được cái chuyện băng huyết sau sanh cho bạn. Dạ rồi, cảm ơn của chị. Một câu hỏi tiếp theo thì là chị Như Hồng. Em thai 34 tuần, có nguy cơ tiền sản giật. Em xét nghiệm máu thì tiểu cầu bác sĩ nói hơi thấp, chỉ số là 147. Vậy em sanh thường hay sanh mổ tốt ạ? Chắc là sau câu hỏi này chắc là bác sĩ sẽ không có lời khuyên chung cho những chị mà mình có cái chu kỳ thai có nguy cơ, thì cho cái việc phương pháp lựa chọn sanh này luôn hả bác? Hồi nãy bạn nói là bạn có cái nguy cơ tiền sản giật. Dạ. Là cái nguy cơ tiền sản giật hay đã là tiền sản giật thật sự? Tức là cái trong quá trình mình khám thai ở bệnh viện Phương Châu thì ở đây mình có cho một cái đánh giá nguy cơ tiền sản giật ở lúc 12 tuần. Dạ. Thì để làm gì? Theo cái nghiên cứu đó, APRI đó, thì mình cho phép mình dự phòng cho đối với những cái đối tượng nguy cơ tiền sản giật cao. Đó.
Tuy nhiên là không phải là nãy bạn nói nguy cơ tiền giật với cái tiền sinh giật nó sẽ khác nhau nha. Nguy cơ không có nghĩa là mình sẽ vô tiền giật. Và cái nữa là cái tiểu cầu hồi nãy bạn cho là 141.000 á, thì cái tiểu cầu này cũng phải là quá thấp để mình sẽ lo lắng ha. Cái chuyện này không có gì để mà lo lắng. Thì nói luôn một cái lời khuyên cho những cái thai kỳ nguy cơ là cái gì, là chính bạn sẽ phải bàn kỹ với bác sĩ khám thai của mình á, tại bác sĩ đó khám cả một cái quá trình, người ta nắm luôn cái quá trình của bạn, lịch sử khám thai của bạn, lịch sử bệnh lý của bạn, và người ta biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào là nó phù hợp để nó đưa ra một cái đối sách tốt nhất cho mình. Chứ giờ nghe vậy thì rõ ràng cung cấp thông tin vẫn chưa đủ. Ví dụ như anh cũng chưa biết huyết áp bạn này có cao hay không, đạm niệu bạn này có hay không để nói chẩn đoán tiền giật đó. Thì khuyên bạn là như vậy. Thì bạn nên bàn những cái bạn mà có thai kỳ nguy cơ cao thì cứ bàn kỹ với bác sĩ của mình. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ rồi, cảm ơn bác. Thì chắc là Thùy sẽ chuyển vào cái phần mini game. Còn tất cả các câu hỏi của quý vị khán giả còn nhiều lắm bác. Nhưng mà chắc là quý vị sẽ chịu khó mình xem lại video nhé. Đã có rất là nhiều thông tin mà bác sĩ đã chia sẻ. Phần game thứ hai thì xin được đọc, trước khi đọc câu hỏi thì cũng sẽ nhắc lại cú pháp nhé. Là quý vị sẽ chọn để tên số câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi có nội dung như sau. Quý vị vui lòng chọn các dấu hiệu chuyển dạ sau đây. A. Cơn gò tử cung xuất hiện đều đặn, càng lúc càng dày hơn và càng lúc càng mạnh hơn. B. Ra dịch nhớt hồng hoặc máu ở âm đạo. C. Cơn gò tử cung không đều, thỉnh thoảng một hoặc vài cơn không có tính chu kỳ, không gây đau hoặc thường ở một góc tử cung. D. Cả A, B đều đúng. 1 phút 30 giây xin được phép bắt đầu ạ. Thì xin được phép đọc lại câu hỏi. Quý vị vui lòng cho nhận biết các dấu hiệu chuyển dạ sau đây. A. Cơn gò tử cung xuất hiện đều đặn, càng lúc càng dày hơn và càng lúc càng mạnh hơn. B. Ra dịch nhớt hồng hoặc máu ở âm đạo. C. Cơn gò tử cung không đều, thỉnh thoảng một hoặc vài cơn không có tính chu kỳ, không gây đau hoặc thường ở một góc tử cung. Câu D là cả A, B đều đúng. Quý vị nhanh tay trả lời nhé. Còn về phần đáp án của game 1 và game 2 thì Thùy sẽ công bố ở cuối chương trình của mình. Chắc là quý vị cũng dễ nhận biết câu hỏi đúng không mà, thông qua những cái thông tin mà bác sĩ Công đã chia sẻ với mình. Thì đáp án của game thứ hai là câu D, cả A, B đều đúng. Đó chính là các dấu hiệu cơn gò tử cung xuất hiện đều đặn, càng lúc càng dày hơn, càng lúc càng mạnh hơn. Và mình sẽ có cái phần ra dịch nhớt hồng hoặc máu âm đạo. Xin chúc mừng các quý vị có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất nhé. Dạ hiện tại thì thời lượng của chương trình cũng sắp hết rồi. Thì Thùy cũng nhờ bác sĩ Công mình sẽ chia sẻ thêm những cái phần lưu ý của quý vị khán giả cho cái phần chuẩn bị sắp chào đón bé yêu của mình. Thì để tổng hợp lại cái chương trình bữa nay á, thì để có một cuộc vượt cạn an toàn thì trước tiên các bạn nhớ là phải có một cái thai kỳ an toàn đó. Và mình phải chọn cái nữa là cái biện pháp chấm dứt thai kỳ như thế nào và cái nơi các bạn sanh như thế nào, thì cái chỗ này nó phụ thuộc vào cái thai kỳ của bạn có nguy cơ gì hay không nha, và cái điều kiện của mình. Mỗi thai kỳ an toàn thì các bạn phải sao, phải khám thai rất là đều đặn nha, và phát hiện những thai kỳ nguy cơ cao để mình cho những cái đối sách phù hợp. Còn cái chuyện sanh thường hay sanh mổ thì các bạn sẽ, chính các bạn nên tốt nhất là gì, bàn với chính bác sĩ khám thai của mình là cái thai kỳ em sẽ nên như thế nào. Tại vì bác sĩ đó sẽ nắm tất cả cái quá trình bệnh lý của bạn cũng như thai kỳ này nó phù hợp cho cái chuyện nào là tốt nhất cho bạn. Và cái chỗ mà bạn sẽ chọn chấm dứt thai kỳ ở đâu, các bạn cũng nên chọn cái bàn cái chuyện này với chính bác sĩ của mình các bạn ha. Thì để cho mình có đón một cái thiên thần trong cái quá trình mình mang thai tới 40 tuần mà. Thì mình phải đón một thiên thần có nghĩa là cho nó an toàn nhất cho cả mẹ và bé, gia đình cùng vui chứ. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Công. Dạ thì như Thùy đã hứa thì sẽ công bố các vị khán giả trả lời đúng trong hai game của chúng ta. Ở phần game 1, các quý vị khán giả ở fanpage Cần Thơ thì có nickname là Nhóc Logo
Pay Sóc Trăng là chị Kim Châu, Pay Sa Đéc là chị Hoàng Yến, Game 2 thì ở Pay Cần Thơ là chị Diễm Ngọc. Dạ rồi, xin chúc mừng các quý vị có câu trả lời chính xác và nhanh nhất. Thì về phần cách thức mình nhận phần quà từ chương trình thì ban tổ chức sẽ chủ động inbox và sẽ hướng dẫn cho mình nhé. Dạ hiện tại thì thời lượng của chương trình đã sắp hết. Thì cũng cảm ơn bác sĩ Công đã dành thời gian cho ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với chương trình Lớp Học Tiền Sản. Và hy vọng là với chủ đề ngày hôm nay đã phần nào giảm tải được những cái lo lắng, những cái hồi hộp cho hành trình đón bé yêu sắp tới của mình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tiếp theo của chúng ta, với chủ đề là vai trò của siêu âm. Vai trò của siêu âm trong khám thai, do bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thanh Truyền và bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thế Hùng sẽ chia sẻ các thông tin liên quan. Thì ngay sau đây thì Đăng Thùy cùng với bác sĩ Công xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin chào quý vị. Chúc quý vị có một cái thai kỳ an toàn để mà đón một cái thiên thần của mình. Xin chào. Xin chào.